Mời các anh chị theo dõi bài phát biểu của tôi tại Diễn đàn Dịch học Quốc tế năm 2024. Kính thưa Ngài Dương Thiếu Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Y dịch Quốc tế tại Trung Quốc. Chương trình được đăng tải trên báo Văn hóa Tiên Khang Phát triển Lĩnh Hàng Dân, Hoàng Sảo Yên Siên Sởng. Kính thưa Ban tổ chức Diễn đàn Quốc tế Dịch học là giao lưu văn hóa Vật Lý Hỏa Nguyên Liên. Chương trình được Liên hộ Liên Liên, Y Chế Y Hớ 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 Hớ. Kính thưa các sư phụ, lão sư huyền học đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Việt Nam, Hồng Kông và các nước đã đến và có mặt tại diễn đàn ngày hôm nay. Chân chính đã chủ trì bản sự hội nghị của các vị Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam của y học nghiên cứu giả và ái hào giả. Trong chương trình diễn đàn lần này, thay mặt cho công ty phong thủy Đại Nam, tập đoàn Xheron tại Việt Nam, xin phép được trình bày trước diễn đàn hai nội dung. Tại bản sự hội nghị, tôi đại biểu Đa Nam Tập đoàn, hướng các vị ủy hội đại biểu giảng述hai nội dung. Phần thứ nhất, việc nghiên cứu ra chu kỳ lõi trái đất quay đảo chiều và ứng dụng lưỡng nguyên bát vận trong xác định thời vận phong thủy. Đầu tiên là nghiên cứu 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 nghiên cứu. Trong lĩnh vực phong thủy, khi ta điều chỉnh không gian phù hợp với thời vận, có thể mang lại may mắn và thành công. Do đó, việc nghiên cứu cơ chế tác động của các trường năng lượng trong phong thủy là vô cùng cần thiết để chúng ta có thể hiểu rõ, hiểu sâu hơn các kiến thức khoa học này, từ đó ứng dụng vào hoạt động phong thủy, đảm bảo tính khoa học và thực tiễn. 在风水领域，当我们根据时运调整空间时，可以带来好运和成功。因此，研究风水中能量磁场的影响机制是其极其重要的。这样，我们才能更好地理解这门科学知识，由此将其应用到风水活动之一，就保证了科学性和实用性。 Một câu hỏi đặt ra là tại sao khí ở các phương vị khác nhau lại có tác động khác nhau? Khí chính là trường năng lượng trong một không gian cụ thể, có thể ảnh hưởng đến tâm trạng, sức khỏe và sự thành công của những người ở trong đó. Năng lượng đó được hình thành gồm năng lượng bên trong trái đất chính là từ trường lõi trái đất và năng lượng bên ngoài hệ mặt trời mà vị trí phương vị khác nhau. Do đó, tại mỗi phương vị khác nhau thì sẽ mang một loại năng lượng khác nhau và có tính chất khác nhau. 到现在为止，我们一直探讨一个问题是：为什么不同方位的气会有不同的效果呢？气是特定空间的能量，会影响居住者的情绪、健康和成功，形成的能量包括地球核心的能量、地质磁场和地球外部的能量、太阳系，但位置、方位角不同，所以每个方位角都是不一样的。 Các nghiên cứu gần đây đã gợi mở một hiện tượng độc đáo và bất ngờ. Lõi cứng bên trong của trái đất có thể đang chậm lại và thậm chí đảo ngược hướng, quay ngược lại. Các nhà khoa học từ Đại học Bắc Kinh đã phát hiện ra, dựa trên dữ liệu địa chấn toàn cầu từ năm 1990, sự thay đổi đáng kể trong tốc độ quay trong lõi trái đất. Trước năm 2009, sự khác biệt trong thời gian truyền của sóng địa chấn từ những trận động đất lặp lại cho thấy lõi trái đất đang quay với tốc độ khác so với phần còn lại của trái đất. Tuy nhiên, một thời gian sau, sự khác biệt này biến mất, dần dần dẫn đến rằng lõi trái đất ngừng quay so với lõi Manti. Sau đó, sự khác biệt trong thời gian truyền sóng lại xuất hiện. Những dữ liệu cho thấy có thể đang quay theo hướng ngược lại so với trước đây. Các nhà nghiên cứu Xiangdong Jiang đã tiến hành phân tích các trận động đất ở Alaska từ năm 1964 và phát hiện ra rằng một mô hình tương tự trong quá khứ với sự đảo ngược hướng vào đầu những năm 1970. Họ ước lượng rằng
lõi trong có thể dao động hướng với chu kỳ là 75. 依据最近的科学研究，并提出了一种独特且意想不到的现象。 地震和新的旋转速度发生了明显的变化。2009年之前，重复地震的地震或传播时间差异，显示地球核心的旋转速度与地球和其他部分不同。然而，一段时间后，这种差异消失，导致人们猜测地球核心已经停止相对于地幔核和地表旋转，然后传输时间的差异又出现了。但数据显示，地球核心可能与之前相反的方向旋转。 宋教授和易阳硕士自1964年以来一直在分析阿拉斯加的地震，并在过去发现类似的模式，但是在20世纪70年代初出现了逆转。他们估计地球核心的震荡和改变方向的周期约为70年。 Chúng ta nhìn thấy rằng là lõi trái đất nó không phải lúc nào cũng quay thuận theo chiều của trái đất. 大家可以看一下，我们的地球的这个核心不是任何时候都是顺转的。 Và chính các nhà khoa học tại Bắc Kinh đã tìm ra rằng là khoảng 70 năm thì lõi trái đất nó sẽ đảo ngược lại. 然后就是我们北京大学的研究者已经发现了一个问题，就是大概70年我们地球的核心应该是转方向的旋转。 Cái điều này nó sẽ giống như cái cách mà chúng ta sử dụng lưỡng nguyên bát vận. 这就是意味着它很像我们使用两元八运。 90 năm vượng suy lại thay đổi. Bởi vì rõ ràng là khi chúng ta sống trên trái đất thì chúng ta chịu tác động của hai thứ. Một là từ trường trong lõi, hai là tác động năng lượng từ hệ mặt trời chiếu vào. 我们在地球生活，我们是受了两种的影响。第一就是地球核心的旋转规律，第二就是太阳系所有其他磁场的影响。 Năng lượng của hệ vũ trụ không có gì thay đổi. 我们宇宙的能量是没有什么改变的。 Nhưng lõi trái đất đảo chiều. 但是因为我们的地球核心逆转。 Thì vượng suy sẽ phải thay đổi. 所以我们胜的、旺的还是衰的，是有所变化的。 Các nhà khoa học tìm ra chu kỳ của nó khoảng 70 năm. 然后我们科学家已经找出它的规律，大概是70年。 Và chúng ta cũng biết rằng là cứ khoảng 10 đến 20 năm trong lúc đổi vận thì khí hỗn độn. 然后我们知道大概10到20年，如果是改变了方向的话，我们的气就会混乱。 Đối với bộ môn phong thủy trải qua hàng nghìn năm, theo dòng chảy thời gian, sự vượng suy của các triều đại trong lịch sử cộng với sự thống kê qua các tài liệu cổ, các nhà nghiên cứu phong thủy đã chỉ ra các quy luật tự nhiên tác động vào con người. Những quy luật đó có tính chu kỳ lưỡng nguyên bát vận, 90 năm có sự chuyển hóa và các yếu tố vượng suy. Trong đó, giữa các vận thượng nguyên và hạ nguyên bao giờ cũng có sự hỗn độn từ 10 đến 20 năm. Từ đó, định hướng và chỉ dẫn con người tuân theo quy luật tự nhiên. Cho đến ngày nay, thêm các luận cứ khoa học của việc xác định biến đổi chu kỳ từ lõi trái đất một lần nữa khẳng định kết quả thống kê của các nhà phong thủy hoàn toàn đúng đắn. Điều quan trọng là ta cần có phương pháp vận dụng sao cho đúng đắn, phù hợp với từng vùng miền, từng địa phương để mang lại hiệu quả. Sau đây sẽ là đại diện cho ban tổ chức của hội nghị. Trưởng ban tổ chức ông Lý Hòa sẽ trao kỷ niệm chương cho thầy Nguyễn Trọng Mạnh. Chúng ta
传统和现代的结合给我很大的压力。Thầy Nguyễn Trọng Mạnh là một tấm gương rất là sáng, là một người mà có rất nhiều thành công. Chính vì vậy khi đứng cạnh thầy Mạnh tôi thấy vô cùng áp lực. 你这么一讲，把我的会议拔高了更高的层次。今后我们只能按照这个标准开了，只能开国际会议了。Đoàn do thầy Mạnh dẫn dắt sang tham gia hội nghị lần này đã có một thái độ vô cùng chuyên nghiệp. Bài phát biểu vừa rồi của thầy đã làm cho hội nghị lần này trở nên vô cùng sôi động. Tôi cho rằng từ lần sau nếu như hội nghị này có tổ chức tại nơi khác thì chắc chắn chúng tôi cũng sẽ phải theo cái tiêu chuẩn như lần này. Tôi vô cùng cảm ơn. Cái này, tôi chủ ủy hội lại, cho bạn 授予 một cái quốc tế y khoa văn hóa 推广大使. Sau đây tôi xin tặng thầy Nguyễn Trọng Mạnh một giấy chứng nhận là đại sứ truyền thông văn hóa dịch học quốc tế. 也授予了一个中越这个易经文化合作友好勋章。Và một huân chương tình hữu nghị hợp tác văn hóa dịch học truyền thống Trung Việt. 我刚才也听到了你为这个易经文化在越南的传播做了很多的这个工作，比如说软件的开发，我们呢还包括你谈到了奇门遁甲，对吧？我们这里呢也授予一个奇门遁甲国际专家。Như vừa rồi thầy chia sẻ, tôi đã nhìn thấy được những đóng góp vô cùng to lớn của thầy cho nền văn hóa dịch học cũng như là kỳ môn độ giáp phong thủy ở Việt Nam. Chính vì vậy, tôi cũng xin tặng thầy một cái kỷ niệm chương chuyên gia dịch học quốc tế. 非常感谢你的精彩发言。Vô cùng cảm ơn bài diễn thuyết vô cùng xuất sắc của thầy.